Rồi, xin chào tất cả các anh em. Về một lít cốc cốc á, thì em cũng chia sẻ với các anh em rồi ha, nhưng mà nó có cần bổ sung những tính năng mới á, là em sẽ bổ sung cái tính năng á, là chuyển qua Yến Lịch, có nghĩa là ngôn ngữ Yến Lịch dành cho những người bạn ở nước ngoài, tiếng Anh này kia ha. Và bên cạnh đó cái em xin chia sẻ thêm một cái khoản nhỏ là cái lockbox của em á nha, là cái lock riêng của em á, là em sẽ add thêm á, là khoảng 24 lá cờ. Nói chung là em dự trù cỡ đó thôi, chứ chứ thực chất á, là sợ không không đủ, không tới cái số lượng như vậy đâu ha. Thì để các anh em thấy á, là tại em để hai cái lock song song nha. Ở đây em ví dụ nè, cái lock của em hiện tại á, cái lock của em hiện tại ha, đây là lá cờ, đây thì chỉ có 12 lá cờ thôi, thành ra nó bị thiếu. Có thể Việt Nam á, là một hai người truy cập chẳng hạn, nhưng mà thực tế cái con số này em nghĩ nó là hơn, tại các anh em thấy 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 nó rất là vô lý. Một cái là em chia sẻ video trước đây rồi, cái lock của em toàn là tiếng Việt không à, hầu như là trên 80% là tiếng Việt, mà thực chất á, là cái số lượng người truy cập ở Việt Nam á, là có một hai người, là em không hiểu nổi lý do tại sao luôn. Thì cái phần này em không biết, em giao lại trách nhiệm cho cái lab counter này chưa. Còn cái trách nhiệm họ như thế nào thì họ ấy, còn ví dụ mình sử dụng dịch vụ họ mình chấp nhận thôi, cái này mình nha, mình cũng không có thể đòi hỏi cao hơn được. Rồi bên cạnh đó đó thì những cái website mà Optane là cái website em thường truy cập nè, em sẽ cập nhật, mà nó cái tính năng mới của Lockbox nó bị giới hạn một cái phần, các anh em thấy không, nó không cho phép em show được những cái bài viết đầu cuối cùng mới nhất của những cái trang này, thành ra nó hơi dở hơn cái tính năng cũ của anh em mình nha. Hay là em không tìm ra, em cũng không thấy luôn, em tìm chưa ra luôn, em không biết là tại cái lỗi của em hay là tại cái lock nó mới cập nhật. Nó có mới cập nhật những cái tính năng mà nó đã xóa những tính năng cũ của anh em nha, giống như là check mail chẳng hạn, bài viết mới là nó tự động nó chuyển mail về, nó báo thông báo cho cái người mà họ đăng ký á, trên cái lock của mình á, họ đăng ký mail của các anh em ha, thì cái phần đó nó cũng thay đổi luôn. Thì về cái phần thêm nữa là làm cái phần lát D này, em sẽ chuyển ở đây là cái lát D là em sẽ canh cái ngày đẹp nha, ngày 2 tháng 2 2022, đã em canh cái ngày đẹp đó, thì đúng cái ngày đó em sẽ chuyển cái đó lên, thì nó sẽ đếm lại cái số lượt cờ, có nghĩa là nước nào vào truy cập là nó sẽ đếm lên từ đầu các anh em nha, bắt đầu ngày 2 tháng 2 2022. Rồi thì em sẽ chia sẻ cái phần code này cho các anh em xem luôn ha. Nói chung là các anh em phải sử dụng cái bộ code của giống cái lock của em thì các anh em mới dùng được tính năng như thế này. Còn các anh em nào lập trình cao thủ HTML này kia thì đó em nói nha, em chỉ chia sẻ một phần nhỏ cái kiến thức em có thôi. Cái phần này nó hơi bị khiếm khuyết một cái là cái phần URL này, các anh em click vô nó mới ra một cái trang web khác nè. Còn ví dụ bây giờ chúng ta click đây đi. Nè, click vô đây, ví dụ click vô đây ha. À, nó chạy lên cùng. Nó chạy lên cùng thì các anh em thấy có một cái ý tưởng gì sáng tạo thêm chúng ta thấy không? Có nghĩa là ví dụ cái hình này á, em đặt là chữ trang chủ và em cho nó cái khung nhỏ như thế này ha, cái khung cái chữ trang chủ, em có nghĩa là em tạo một cái ảnh có chữ trang chủ và em bỏ chữ URL này nha, thì nó rất là đẹp và nó phù hợp hơn khi em để dưới cùng như thế này nè các anh em. Nó em để ngay đây nè các anh em, click vô một cái là nó chạy lên đầu luôn đó, các anh em thấy không, có một ý tưởng mới hay chưa. Đó, cái này em cũng tìm lâu rồi nhưng mà em chưa có biết code, thành ra là vô tình đi, vô tình em click như thế này nó chạy lên trên, quá hay, em nghĩ ra được cái cách này nó cũng rất là hay các anh em mình nha. Rồi tiếp tục thì các anh em nào á, em quên mấy cái trang web của mấy anh em rồi, các anh em nào mà có ấy thì trong video này bình luận ở dưới nha, em ép vô đây nha. Nói chung là các anh em nào như là anh Thắng nè, anh Khánh nè, bạn Huy rồi ha, có cái gì bóp vô giùm mình dưới cái video á, mấy anh rồi ha, bóp vô mẹ em nha, để em biết cái link á, bây giờ em không có chơi Facebook nữa rồi, chơi chán quá, nó xóa lắp, nó lắp khóa tài khoản hoài à. Thực chất á, em bị khóa tài khoản Facebook á, không phải là bị hacker đâu, hacker họ chiếm quyền, họ họ lợi dụng này kia, họ lừa gạt người thân này kia chẳng hạn. Thực chất em bị một vấn đề khác, nhưng mà cái vấn đề này em giấu, em xin phép giấu, tại vì nó không có liên quan lớn lắm. Nó không có liên quan quá lớn rồi. Thực chất em không bị ai hack hết trơn á, chắc không phải bị ai hack đâu, chứ không phải là người ta hack đâu, hoặc là người ta cố tình người ta report thôi, người xấu quá thì người ta report mình, người ta cũng không có kiểm soát được cái quyền của cái trang cá nhân của em nữa. Rồi thì cái phần tuyết rơi này em cũng sẽ để cái code ha, cái code này em đã chỉnh sẵn rồi, em sẽ để luôn để trong dưới cái video này, các anh em thích thì chúng ta tải về em tải nha. Còn cái phần này á, em chia sẻ thêm luôn nè,
cái phần này trên điện thoại là các anh em sẽ thấy khác, và trên điện thoại các anh em chỉ thấy một menu này thôi. Một menu này là nó tổng hợp luôn những cái đây, những cái menu này luôn ha, và nó không có cái chữ kinh doanh business theo download. Các anh em thấy thấy nó lạ không? Tại vì em không có cái phân cấp nè, em không có phân cấp cái này đoạn ở đây, không có phân cấp ở đây, thành ra nó lấy code là nó lấy chỉ có phần đầu thôi, mấy thằng sau này nó bỏ luôn. Trên máy tính thì chúng ta thấy nha, còn trên điện thoại chúng ta không thấy. Thì cái phần này em sẽ nghiên cứu lại và em tìm hiểu coi như lỗi như thế nào, và em sẽ chia sẻ cái bộ code đó sau. Trong cái phần download của cái phần code trước thì em sẽ nhập chung những cái phần download nào mà nó có liên quan thứ tự mà trước đây em chia sẻ rồi ấy. Em sẽ để chung vị trí đó, các anh em theo dõi thì chúng ta vô cái link tải như cũ nha. Rồi thì cái mục mấy mục còn lại, cái mục này em cố gắng em làm sao em tinh chỉnh cho nó mắc cái khung này nè. Em chưa đủ trình độ để mà em làm cho nó mắc cái khung viền này, nó hơi xấu quá. Thì cái phần này em cho nó hiện hiển thị ở đây để em click vô giống như cái cuối cùng này nè, vẫn được các anh em nha, chứ không phải được nè, nó như thế này đây đó, click vô đây là nó ra một trang web khác. Còn cái phần này là nó chưa có, là em chưa tích hợp chứ không phải không làm được nha. Rồi cái phần những cái công cụ như thế này nè, nó cũng ấy nè đó. Cái này em tìm cách em nghiên cứu như thế nào để cho nó phù hợp, giống hình như là cái phần bay này, trang này nó cho phép mà chúng ta để một 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 vị trí ở đây thôi, chúng ta không có để được hai hai vị trí khác nhau, hoặc chúng ta không thể sao chép ở những cái bên hông như thế này. Cái này là cái code lập trình của người ta ấy sẵn rồi, thành ra chúng ta phải chấp nhận cái này mình nha. Rồi rồi em cố gắng tìm những cái gì hay nhất. À quên, hồi nãy chia sẻ luôn các anh em là chúng ta khi mình sử dụng những cái Windows mà đã tinh chỉnh rồi nha, đã tinh chỉnh rồi có những cái giới hạn như thế này. Bây giờ em chạy cái bản này cho các anh em thấy cái giới hạn của nó. Giới hạn là em không không được chạy như ý muốn của mình. Đó. Bây giờ cái đơn giản nhất là cho các anh em thấy cái điều này nè. Bị giới hạn rất là nhiều. Đó, bây giờ các anh em thấy không? Đó, cái đường dẫn nè, file nè, desktop nè, user admin desktop MODE, có nghĩa là cái ổ này á, là cái ổ Windows của cái box của em á, là cái ổ cứng em á, nói cái win này nó vẫn chạy bình thường nha, chỉ qua là em gắn cái ổ cứng ra ngoài để em sao chép dữ liệu này kia thôi. Mặc dù ổ cứng này gắn vô lại cái máy tính á, thì nó vẫn vô win bình thường các anh em mình nha, mà nó bị đây, nó bị giới hạn đây. Đấy, cái này thấy không? Cái file này nó thực chất nó là không có bị lỗi, nhưng mà thực chất em chạy nó lại bị lỗi, nó không cho phép em can thiệp vô những cái file mà của cái hệ điều hành trước đó. Thì anh em nào nè, em mở file nó không cho luôn nè, các anh em thấy không, mở file cái vị trí file không cho luôn, rất là khiếm khuyết cái điều này. Đây này, em mở bình thường này các anh em thấy không, nó cái ổ khác của cái hệ điều hành em đang chạy á thì mở bình thường, còn cái ổ mà hệ điều hành trước á là mở nó không cho. Đó, thì cái phần này cái người lập trình đó, họ can thiệp sâu vào cái phần mà ví dụ cắt copy file cũng như là chạy file này kia đó, là nó bị giới hạn khá là nhiều đó. Thì em thấy, em kiểm tra em thấy cái phần này nè, không biết phải không nha, cho các anh em thấy. Chúng ta vô cái phần cái ổ đĩa chúng ta ha, chúng ta click ở ngoài khoảng trống nè, chúng ta property nè, chọn hết file thử các anh em mình nha. Hình như cái phần này nó bị giới hạn cái read only nè. Em không dám chắc nha, tại cái phần này em chưa có nghiên cứu, em chỉ nghi ngờ thôi. Nó thành ra nó cho đọc mà nó không cho chúng ta chuyển dữ liệu, copy dữ liệu này kia nó bình thường được. Thành ra cái chương trình này em chạy luôn chắc anh thấy nè, em xóa file này, hai cái thư mục này em thấy nó qua chỗ khác đi nha. Rồi các anh em thấy nè, cái file này các anh em á chạy trên hệ điều hành bình thường là chúng ta sẽ chạy rất là bình thường, không có bị lỗi gì hết nha. Rồi các anh em thấy tiến trình xem đen nó chạy nè. Rồi chờ xíu các anh em mình nha, không thấy gì luôn. Đây nè, đó các anh em thấy không, đây hai thư mục đây, nó ra nè, nó ra đây đúng không, nó ra đây á. Rồi như thế nào, nó ra đây thì mình nó cũng chả có chạy gì, nó chả đó đó, bây giờ nó chạy nè, nhưng mà nó lỗi nè các anh em thấy không, nó lỗi nè, nó chạy xem đê đúng không. Rồi bây giờ nó tạo shortcut nè, bây giờ em cho các anh em xem là ha, đóng cái này nó tạo thêm mấy cái shortcut nè nha. Đó rồi cái này nó lỗi nè, là nó lỗi cái đường dẫn nè, thấy không, ổ c Windows Sheet Line này. Cái phần này là em tạo cái thư mục này mới để mà em copy những cái file này kia mà nó không cho có đấy.
thì thành ra nó đâu có hoạt động như cái mà những cái gì mà em đã tạo, đã tích hợp cho nó đâu, nó bị lỗi. Cái phần này á, để em test thêm mà em mới nhận định được, tại em không dám khẳng định đó là cái người mà họ bào chế cái bản win này họ họ can thiệp, tại vì em phải phải cài bản win thật sự mới nhất của Microsoft luôn rồi em mới dám khẳng định là bên nào đã làm thay đổi và can thiệp vào cái vấn đề này. Cái này mình nha, mà em nghĩ chắc chắn điều á, Microsoft á, nó không có can thiệp kiểu này đâu, không, nó can thiệp kiểu này rất là ảnh hưởng đến người dùng, không, chúng ta làm giống giống như cái anh em thấy nãy em chạy file nó lỗi, không cho can thiệp file thì làm sao chúng ta làm được những cái điều mà nó căn bản nhất, mà ví dụ chúng ta cấm cái dữ liệu ngoài đi, mà vô tình chúng ta có dữ liệu trong cái box á, chuyển này kia dữ liệu qua lại mà nó bị như vậy á, thì nó rất là bị ức chế cái này mình nha. Thì em nói đơn giản thôi, chúng ta tạo cái cơ hội và nhiều cái cơ hội cho người khác á, người ta thành công thì chúng ta sẽ nhận lại cái quả, chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta thành công. Đấy là cái điều căn bản và đơn giản nhất mà em muốn chia sẻ đến các bạn hay là ai đó ha, có những cái mà điều á, mà làm cho những cái nhu cầu căn bản. Chúng ta người dùng có những cái tính năng nó rất là căn bản giống như em vậy ha, em hay hay chuyển file này kia, em cài file này kia mà nó lỗi đó, thậm chí em chạy trong cái RAM file cũng không được luôn, có nghĩa là em chạy những cái tính năng của file SE mà đẩy cái dữ liệu vô RAM file nó cũng không cho nó lỗi luôn. Đấy thì làm sao chúng ta tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho nhiều người sử dụng cái này mình nha, thì em khuyến cáo như vậy thôi, còn cái tùy cái sở thích cũng như là cái nghiên cứu của các anh em mà chúng ta làm như thế nào đó là em không không thể mà giống như là bảo người này người kia thay đổi theo mình được, thì em chỉ là khuyến khích và gợi ý như vậy thôi. Chúng ta tạo cái cơ hội cho nhiều người á, để người ta sử dụng á, thì chúng ta có nhiều cái cơ hội mới hơn các anh em mình nha. Thì em mong là qua cái video này ha, em chia sẻ những cái thông điệp cũng như những cái thông tin mà nó cần thiết nhất trong cái nhu cầu sử dụng máy tính, thì rất mong các anh em chúng ta có cái gì hay ha, cũng như là em bản thân em có nhiều cái khiếm khuyết nha, chứ không phải là em giỏi hết đâu nha. Mặc dù á, em nói nè, nói cái video mà em chia sẻ mà cái vụ mà error đó, nó ví dụ cái này luôn nè, em khiếm khuyết của em nè ha, rồi cho các anh em thấy đây đâu rồi đây đây nè, đây cái vụ mà restore lock ha, restore lock này nè, khi mà em ra cái video này em test cũng khá là kỹ rồi, nhưng mà thực chất khi em test lại trong một cái lock khác em tạo ha, lock mới ha, em backup lại cái em xóa gần hết luôn, em xóa gần hết trong cái phần mà bố cục nè, cái phần bố cục của cái lock á em xóa muốn gần hết luôn rồi, mà em backup một cái lock mới hoàn toàn mà nó chả có cái ép cái gì hết, nói chung là cái lock mới người ta chia sẻ free á cũng không được, nó báo lỗi luôn cái này mình nha, chứ không phải là xóa hết là như em đã nói là nó sẽ ok đâu. Thành ra là cái phần này em sẽ chỉnh lại luôn nè, phần này em sẽ chỉnh lại luôn cái này mình nha, em để sau thôi, tại vì nó không thực sự 100% là nó hiệu quả quá, thành ra khi em tốn lại xíu là mình để sau, là cái mà gọi là ý tưởng thôi cái này mình nha. Thôi các anh em thông cảm nha, tự nhiên cái cúp điện rồi. Thôi em xin phép dừng video với anh em mình nha. Thôi hy vọng là cái nội dung của em chia sẻ đem lại một chút gì đó hỗ trợ các anh em cũng như bản thân em ha, rút thêm cái kinh nghiệm của mình. Rồi cảm ơn các anh em, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.